Kính chào các bạn, ngày hôm nay thứ hai ngày 4 tháng 11 năm 2019, kính mời các bạn xem bản tin kinh hoàng cảnh các cô gái Việt Nam bị làm nhục trong khu rừng tại Pháp và hành trình đến Anh của họ. Sau vụ 39 người chết trong container lạnh tại Anh, truyền thông quốc tế đã phát hiện ra rất nhiều những cô gái trẻ Việt Nam đã trở thành món đồ tiêu khiển tình dục cho các băng đảng buôn người vào châu Âu. Đây là điều đang diễn ra tại Pháp, và ngay trong thời điểm này, ngay lúc này thì những căn lều của những cái nhóm băng đảng buôn người vẫn tiếp tục tồn tại và những cô gái Việt Nam vẫn đang trốn ở đó. Và theo lời kể của một nhân chứng đã đi trong hành trình kinh hoàng này, với cái tên là anh Linh, anh đã chia sẻ như sau. Và đây hình ảnh các bạn chứng kiến, đây hình ảnh chụp trực tiếp những cô gái đang ở trong khu lều đó. Và những phụ nữ nhập cư đang cư trú tại khu rừng Telecrem, miền Bắc nước Pháp trước khi di chuyển đến địa điểm tiếp theo. Hai ngày sau khi rời khỏi Nga, nhóm lao động của Linh được đưa tới Pháp và được dồn vào một ngôi nhà hoang trong rừng. Tại đây, hàng trăm người lao động nhập cư theo diện chui cũng đã được đưa về đó ăn ở từ trước để chờ chuyến đi tới địa điểm tiếp theo, theo hướng về biên giới Anh. Anh Linh dùng mình kể lại quãng thời gian hãi hùng ở Pháp này và cho biết điều xót xa, đau khổ nhất không phải là chuyện bị hạn chế tắm giặt, hôi hám, mà là những người quản thúc, nhóm lao động di cư, ép những nữ lao động phải quan hệ tình dục với chúng. Chúng chọn những cô gái trẻ, mặt mũi sạch sẽ rồi ép họ phải ngủ cùng. Nhiều cô gái rất trẻ khi phải rơi vào cảnh này đã quỳ, van xin nhưng không được, buông tha. Tất cả những gì diễn ra không khác gì là địa ngục trần gian mà không một ai được biết trước. Anh Linh đã kể như vậy. Và qua những điều này, qua những nhân chứng sống này đã chia sẻ, thì các bạn cũng đã biết rằng với những thông tin như thế thì phụ nữ Việt Nam đã bị vi phạm và chà đạp nhân phẩm ra sao trên hành trình đến nước Anh. Và tất nhiên đây là những cái giá mà họ phải trả. Tuy nhiên, việc chính quyền Việt Nam vẫn tiếp tục để xảy ra những việc đang xảy ra như vậy ở Pháp là điều hết sức bất cập. Và ngoài ra, những cái người nhập cư Việt Nam này là những người đi từ Nghệ An, Hà Tĩnh, bao gồm các thanh niên, thiếu nữ và thậm chí có cả trẻ em đã bỏ xứ ra đi để họ mưu cầu cái cuộc sống mới ở nước ngoài. Và đây là hình ảnh các bạn có thể thấy là những hành trình của họ đang đi trên những cái khu rừng tại Nga, tại Ukraine. Họ phải đi bộ như thế này từ sáng đến tối, và có những hành trình đi từ 2 giờ sáng và leo lên những quả đồi và những cái vách núi rất dựng đứng, và khi leo xuống rất khó khăn và trơn trượt. Và nếu mà bạn yếu hoặc mệt mỏi thì sẽ bị bỏ lại trong rừng như thế này. Và tất nhiên những người đó sẽ không thể tìm được đường ra và có thể chết đói, khát và có thể bị thú rừng ăn thịt. Thì đây là cái điều thực tế qua những cái hành trình của những người đi họ đã kể lại. Và lao động chui đến được miền đất hứa phải trải qua địa ngục trần gian. Trong nhiều nước mà các lao động nghèo vùng quê Nghệ An, Hà Tĩnh tìm đến để làm thuê, Vương quốc Anh được xem như miền đất hứa. Để đến được đây, những lao động đi theo đường dây chui phải trải qua những hành trình sinh tử chẳng khác nào địa ngục. Hoàng Tuấn Linh quê ở Hà Tĩnh, hiện đang làm việc trong một trang trại ở Vương quốc Anh. Đây là năm thứ 5 Linh sống ở Anh, nhưng chàng trai này đã nói rằng hầu như anh không được ra bên ngoài. Để có thể bám trụ và được làm việc như mong muốn trước khi rời quê hương, Linh cùng một nhóm 7 lao động cùng quê Hà Tĩnh đã trải qua hàng tuần sống chui lủi trong rừng, trực tiếp làm thùng nhân trong những container bít bùng rồi phải vượt biên vào Anh. Và cũng may mắn là anh là một trong những người đã trốn thoát qua cái cuộc truy đuổi của cảnh sát Anh lúc đó. Và khi đặt chân tới châu Âu, anh Linh thuật lại thì toàn bộ giấy tờ của họ đã bị tiêu hủy hết, và lúc đó họ trở thành những người vô tổ quốc. Và tiếp tục những chia sẻ sau đây. Đây là hình ảnh của những ngôi nhà mà những người tị nạn bất hợp pháp đến tạm trú trong cái thời gian tiếp tục đi tới những cái vùng mới. Và hãi hùng, anh Linh kể, vào năm 2015, khi học hết lớp 12, gia đình Linh cắm hết toàn bộ tài sản, vay mượn tổng cộng được 19.000 đô la để Linh trồng tiền cho một đường dây đưa người trong làng qua Anh làm thuê. Cuối năm, sau khi thỏa thuận được với môi giới, Linh được hướng dẫn mua vé máy bay rồi bay qua Nga. Ngay khi vừa bước chân xuống sân bay, Linh và những người đi cùng được đón lên một xe tải nhỏ và hủy toàn bộ giấy tờ tùy thân, visa để bắt đầu hành trình làm như một người tị nạn vô danh. Nhóm của tôi đi có 10 người, tất cả đều quê ở Nghệ An và Hà Tĩnh. Xuống sân bay không ai biết tiếng địa phương, nên người ta chở đi đâu thì đi đó. Chúng tôi được chở tới một ngôi làng hẻo lánh, những người lạ đã phát đồ ăn và khóa cửa để không ai có thể vào được. Anh Linh đã kể lại, và đây chính là những ngôi nhà đã do những người
đưa người vượt biên đã sử dụng để giấu những người Việt Nam ở trong đó. Và những người vượt biên bất hợp pháp này đã phải có những lúc cực kỳ đói và họ đã phải uống cả những nước trong những sình lầy và họ đã bị những cái người cai quản đánh bằng gậy trên cái quá trình mà đi đường. Và đây là hình ảnh các bạn có thể thấy rất đau thương là những cái thanh niên Việt Nam ngồi bệt xuống đất trong những khu rừng như thế này và chân không giày, tất rách và đói khát. Đây là hình ảnh rất cụ thể và chi tiết. Và anh Linh nói rằng khi bị nhốt lại, mọi người trong nhóm đều vô cùng sợ hãi, không ai biết phải làm gì bởi vì tất cả mọi liên lạc đã bị cắt đứt. Hai ngày sau đó, lúc 23 giờ đêm, hai người đàn ông Nga tới và yêu cầu nhóm lao động lên xe để chở qua Ba Lan. Để đi tới biên giới, đoàn người phải đi bộ xuyên đêm giữa rừng mất 12 tiếng. Quá mệt và đói khát khiến nhiều người đã ngã quỵ. Để có nước uống, từng người phải cởi quần áo nhúng vào bãi bùn sình lầy rồi vắt ra ngả đầu cổ và uống những cái nước sình lầy đó. Nhưng đường xa đói khát chưa phải là thử thách kinh khủng nhất, Linh cho biết. Những người Nga dẫn đường rất hung dữ, người nào đi chậm thì lập tức bị vụt gậy vào lưng. Khi đến các đoạn đường có các trạm gác của lính biên phòng, người dẫn đường ra hiệu cho các lao động phải nằm cúi rạp xuống, bò lê từng mét một, rồi bất ngờ lại vùng dậy, chạy thục mạng. Và đây là miêu tả của anh Linh trong cái quá trình đi của mình. Và ngoài ra họ đã bị nhồi nhét trong những chiếc xe nhỏ đến mức không thể thở được trên cái quá trình hành trình đó. Vì khi đi qua nhiều nước thì có những lúc họ phải đi bộ, có những lúc họ được xe tải chở và có những lúc họ phải chui vào những cái ô tô và có những lúc chui vào những cái xe chở container. Và đây hình ảnh các bạn có thể thấy gần đây nhất là cảnh sát tại Đức đã bắt được một số người Việt Nam chui trong một chiếc xe bị lèn chặt tới 12 người trong một chiếc xe như vậy. Tối hôm ngày hôm sau, khi dừng chân tới một địa điểm sát biên giới giữa Nga và Ba Lan, cả nhóm được một chiếc xe tải tới đón và di chuyển thêm 5 đến 6 tiếng nữa. Nhưng ngay cả khi lên được xe, không ai được ngồi trên khoang mà phải dồn vào trong cốp xe chồng lên nhau. Khi tới địa điểm tiếp theo, cả nhóm mới được cho ra bên ngoài để thở lấy không khí. Từ đây, hành trình tiếp theo sẽ đến Pháp và mất khoảng 18 giờ di chuyển nữa, Linh đã nói như vậy. Quãng đường từ Ba Lan sang Pháp khá dễ thở khi lực lượng an ninh không kiểm tra gắt gao như trước đó từ Nga qua Ba Lan. Nhóm người được lên khoang xe nhưng không được ngồi mà phải nằm rạp người dưới các hàng ghế để tránh bị phát hiện. Thỉnh thoảng tài xế lại dừng xe mua bánh, nước uống phát cho các lao động, tức là những cái người bị đưa đi một cách bất hợp pháp như vậy. Và đây là hình ảnh các bạn có thể thấy rõ là những người Việt Nam vừa bị phát hiện tại Đức trong tình trạng như anh Linh đã miêu tả. Và những người Việt Nam này đã bị quản thúc trong một ngôi nhà tại Pháp để đợi đến lượt ra đường xa lộ để bám xe tải. Và anh Linh đã miêu tả như sau. Đây là hình ảnh những cái người tị nạn mà bất hợp pháp đang trên đường ra để chui vào xe container để sang Anh. Những chuyến xe đầy may rủi. Anh Linh kể rằng quãng thời gian mà hàng trăm lao động được quản thúc trong ngôi nhà ở Pháp, mỗi giây mỗi phút trôi qua đều là cả một sự kịch tính. Địa điểm tập kết này như một trạm trung chuyển mà từng lao động phải tùy theo sự may mắn, nguồn tiền từ gia đình đóng vào cho các cò trong đường dây sẽ được những tên quản thúc gọi tên và lên xe đi về hướng biên giới để tới Anh. Mỗi đêm như vậy, những chuyến xe lại tới rồi lại chở theo cả chục người đi. Khi được gọi tên, nhiều người rơi nước mắt vì họ biết họ tiếp tục hy vọng sẽ trở thành người may mắn vào được Anh. Nhưng ở một chiều ngược lại, có những chuyến xe chở những người này vào Anh thất bại và buộc phải trở lại ngôi nhà này để đón tàu trở về. Đây là hình ảnh mà các bạn thấy rất rõ là những cái xe tải chạy trên đường cao tốc và khi nó đi chậm một chút thì những cái người tị nạn và những người không giấy tờ họ đã bám vào sau đít để tìm mọi cách mở khóa để chui vào trong các khoang này. Và cách mà tổ chức buôn người sắp đặt cho những người Việt Nam trốn vào Anh thì được anh Linh miêu tả tiếp như sau. Đây là hình ảnh của những người nằm trong khoang của chiếc xe container để chở qua Anh thì các bạn thấy rất chật trội và phải nằm cúi để trốn cảnh sát. Hơn 2 tháng kể từ ngày rời quê hương, giây phút quyết định sự thành bại của chuyến hành trình được bắt đầu, một quản thúc cầm tờ giấy gọi tên Linh cùng mấy người Nghệ An, Hà Tĩnh đi cùng. Cả nhóm phải rời đi và hướng đến một bãi tập kết các xe container. Ai cũng biết rằng những chiếc xe thùng xe dài và bịt kín kia sẽ là nơi mà họ sẽ phải chui vào, nằm ép mình hàng chục giờ đồng hồ để trải qua những giây phút cuối cùng quyết định đến việc xâm nhập vào Anh. Để lên được container này, các lao động được hướng dẫn nấp sau một cánh rừng. Khi tài xế dừng xe, từng người được gọi tên sẽ chạy thật nhanh ra phía sau container rồi mở cửa chui vào phòng bên trong. Mọi việc phải diễn ra thật gọn nhẹ, không có bất kỳ sự chậm trễ hay sơ suất nào. Nếu bị phát hiện thì tất cả
cuộc hành trình sẽ trở nên đổ bể. Và các bạn thấy hành trình của họ rất nguy hiểm với những cái việc như vậy. Và người Việt Nam di cư lậu đã bỏ chạy và trốn dưới cả những cái nóc cống ở Anh khi bị cảnh sát xua đuổi. Ở đây là hình ảnh mà các bạn có thể thấy là những cái người làm môi giới cũng như là trong cái đường dây đưa người bất hợp pháp tại Pháp trước khi sang Anh, thì những cái nhóm này vừa qua đã bị cảnh sát Pháp càn quét và bắt giữ. Gói anh Linh đi là gọi là gói cỏ, nên khi chui vào được bên trong xe, tài xế không hề biết sau thùng xe là các lao động lẻn vào để qua Anh. Khi chuyến xe tới được Anh, tài xế dừng xe mở thùng hàng và biết có người nhập cư ở phía trong, nên lập tức gọi cạnh điện cho cảnh sát. Tụi tôi thấy vậy, liều mình lao ra khỏi thùng xe rồi chạy toán loạn. Người thì lao về phía rừng cây, có người nhảy xuống ao, cảnh sát đến rất nhanh và dẫn chó nghiệp vụ rượt đuổi. Phía trên thì trực thăng già quét, anh Linh nhớ lại. Trong chuyến xe vượt biên vào Anh năm ấy, Linh là một trong hai người may mắn trốn thoát, không bị cảnh sát bắt giữ. Anh cho biết, khi nằm im dưới một nóc cống, trong nhiều giờ bị truy đuổi, anh tìm cách liên lạc với bạn bè tại Anh và được chỉ cho cách đến các trạm nhận lao động. Và đây là chia sẻ của anh. Và ngoài ra, những cô gái nếu trốn được sang Anh thường sẽ làm lậu trong các tiệm làm móng tay, hoặc có những người bị đưa vào nhà chứa để kiếm tiền trả nợ cho chuyến đi. Những ký ức kinh hoàng trên chặng đường vượt biên mà họ đã phải cắn răng làm nô lệ tình dục cho các băng đảng buôn người, tất nhiên sẽ theo dõi theo họ suốt cả cuộc đời. Và đây là hình ảnh các bạn có thể thấy những người Việt Nam đang làm móng tay tại Anh. Tuy nhiên, những người di cư Việt Nam đủ may mắn sống sót trong cuộc hành trình thường thấy mình nằm trong điều kiện tồi tệ. Tôi đã kết thúc ngày làm việc rất dài, kiếm tiền cho mình mỗi đêm, cựu nhân viên thẩm mỹ viện người Việt tâm sự. Cô sống sót sau hành trình đầy nguy hiểm đến Anh khi cô mới 15 tuổi và bị buộc phải làm gái mại dâm khi nơi làm việc của cô chuyển sang vào một khu nhà thổ vào ban đêm. Tôi đã bị hãm hiếp và lạm dụng tình dục bởi những người đàn ông khác nhau sẽ đến quán bar này vừa làm móng tay và họ vừa sử dụng dịch vụ tình dục mà cô đã buộc phải phục vụ. Và đây là chia sẻ của những cái người thực tế đã trải qua cái quãng thời gian đó. Và một đất nước luôn khoe khoang có nền kinh tế phát triển, chính trị ổn định, nhưng người dân lại phải chấp nhận mọi nguy hiểm tính mạng, bỏ ra rất nhiều tiền để lũ lượt rời đi. Điều này là một minh chứng rất rõ ràng về sự tồi tệ của chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Và tất nhiên, họ sẽ còn tiếp tục ra đi dù nhà cầm quyền có tìm mọi cách ngăn cản. Điều này chỉ tự chấm dứt khi Đảng Cộng sản không còn tồn tại trên quê hương Việt Nam mà thôi. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo.de ngày hôm nay, thứ Hai, ngày 4 tháng 11 năm 2019. Các bạn hãy để lại bình luận và chia sẻ video này cho nhiều người cùng biết. Và hãy bấm nút theo dõi của YouTube Thời báo.de cũng như Facebook của Thời báo.de để luôn luôn được cập nhật những thông tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần sau. Trung Khoa từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức.